Trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe mà rất là lành, bền, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, hình thức bên ngoài nhìn khá là sáng và sạch sẽ này. Nhìn như là những chiếc xe vừa chạy lướt xong, đúng không ạ? Đây các bác cùng xem. Màu vàng cát nhìn rất là sáng và nó rất là nổi bật khi mình sử dụng, mình mang ra ngoài đường mình đi. Rất nổi bật luôn. Các bác xem này, những cái vị trí đèn này, rồi tay lắm cửa này, rồi chân kính này, rồi vè mưa được ốp lốc rồi. Đấy, và la răng đúc của xe là cũng đã được lên một bộ la răng của những chiếc xe đời cao các bác nhá. Dòng này thì có phanh ABS và có phanh đĩa này. Đấy, có phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Đấy, chiếc xe được mang tên là Kia Carren 2010, 7 chỗ, số sàn, với động cơ máy chỉ có 1.6 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, bộ ghế của xe thì có được lên ghế hai màu. Đấy, chân lý sạch sẽ này, thân vỏ cứng cáp các bác nhá. Đấy, cửa này thì em chưa đóng hết, nó hỏi như vậy. Đấy, sơn xi sạch sẽ, hình thức rất đẹp. Đấy, các bác cùng xem hình thức của xe quá ok luôn. Đấy, và chiếc xe kết nhất bộ đờ răng, đúng không ạ? Đấy, tay nắm cửa được ốp lốc rồi các bác nhá. Đây, nội thất bên trong đây, gương kính điều chỉnh điện, điều hòa auto và có màn hình, có camera lùi. Đây, nội thất của xe đây nhá. Và giới thiệu với các bác là hiện tại bên em đang có hai con như thế này, một có màu đen nữa, con đen đời 2011, con này đời 2010 các bác nhá. Đều với giá chỉ có dưới 200 triệu. Đấy, dưới 200 triệu thôi. Thì các bác có thể là mua được cái mẫu xe này về dùng rồi. Đấy, cụ thể giá thì các bác nhìn được đề nhá. Đấy, thường thường thì bên em vẫn bán dòng này từ khoảng từ 100 lên quanh 180-190 triệu một con các bác nhá. Đấy, thường thường là như vậy. Còn cụ thể giá thì tất nhiên các bác cứ gọi điện cho bên em, luôn có cái giá hợp lý. Đấy, nếu mà xe mà cứng cứng một chút thì nó sẽ dao động tầm khoảng 190-200. Còn xe vừa vừa thì nó dao động tầm khoảng 170-180. Nhưng mà có mức dao động tầm khoảng loanh quanh 180 là các bác có thể là mua được cái mẫu xe này rồi các bác nhá. Đấy, phần đèn của xe này rất là mới luôn này. Đấy, phần đèn rất là mới, có đèn bi, có đèn bi cầu các bác nhá. Hai bên đều là đèn bi cầu. Đấy, và đèn pha xe này rất là trống, rất là trong luôn, rất là sáng luôn, đúng không ạ? Biển 19 tên tư nhân, bên em hỗ trợ rút hồ sơ sang tên cho các bác khi cần. Và có thể là làm công chứng ủy quyền, công chứng mua bán. Mình không cần phải sang tên đâu, sang tên lại mất gần chục triệu đúng không ạ? Các bác mình công chứng chỉ mất mấy trăm nghìn thôi nhá. Còn công còn mình sang tên là phải mất cả gần chục triệu đồng cơ. Đấy, đăng kiểm của xe này còn khá là dài. Kính bọc dán rồi. Đấy, em sẽ mời các bác mình đón xem chi tiết trong video này tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết phần bên ngoài của xe trước các bác nhá. Quay xong phần bên ngoài thì sẽ đến phần nội thất, phần gầm, phần máy, chi tiết từng phần một giống như là một số những chiếc xe khác thôi. Các bác đang tìm mua xe ô tô cũ, mời các bác qua bên em, rất là nhiều xe trên trong đầu xe các loại để các bác tham khảo lựa chọn nhá. Đấy, rất là nhiều ạ. Đây, lốp đây các bác xem này, em quay phần bên ngoài trước để các bác xem. Đấy, sơn xi bóng đẹp, thân vỏ khá là căng, vỏ cũng vẫn kêu các bác nhá. Kêu này. Đây, phần khung kính đây. Đấy, khung cửa đây, kính của xe được bọc dán rồi. Đấy, răng liếc rồi, những phần nẹp khá là đẹp này, tay nắm cửa bốn cánh được bọc inox các bác xem. Đây, lốp nữa đây, các bác có xe đổi mang em đấm đổi cho nhá, xe gì bên em cũng đổi hết các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì bên em sẽ làm sao hỗ trợ các bác mình đầy đủ hết. Các bác có nhu cầu bán xe thì một, các bác có thể đánh xe đến bên em, hoặc bên em có thể đến và thu mua cho các bác nhà mình tận nơi, tận nhà luôn. Đến tận nhà các bác để thu mua các bác nhá. Về giá cả thì luôn luôn là hợp lý, kể cả như bên em bán ra và mua vào đều là hợp lý cho các bác nhà mình. Đấy, bên em về thì cứ làm sao kiếm được vài đồng. Đấy, mẫu của xe kiếm lấy vài triệu thôi các bác. Vâng, bây giờ thời buổi khó khăn, một con xe kiếm vài triệu cũng gọi là tương đối rồi đúng không ạ? Các bác quan tâm thì cứ alo cho bên em khá là nhiều loại xe để các bác tham khảo và lựa chọn luôn.
giá từ trên dưới 100 cho tới trên dưới 3, 4, 5, 700 triệu các bác nhá. Rất nhiều ạ. Để xem thêm, để tiếp tục cùng đồng hành với kênh bên em, với siêu thị ô tô Hải Dương, thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi mọi video và mọi buổi báo giá sẽ được em quay và em báo chi tiết cho các bác nhà mình, các bác nhá. Các bác tham khảo, mình có chưa có nhu cầu mua thì mình cứ tham khảo. Khi nào mà có tiền hay là có điều kiện về kinh tế, điều kiện về gia đình các thứ thì lúc đấy các bác qua bên em các bác mua các bác nhá. Luôn luôn với cái giá hợp lý cho các bác nhà mình. Và bên em có mua lại xe nếu các bác mình không có nhu cầu sử dụng nữa, bên em có mua lại xe các bác nhá. Bây giờ em mời các bác xem phần nội thất bên trong của xe luôn ngay bây giờ đây. Đây là phần nội thất bên trong đây. Nội thất được thiết kế chủ yếu là màu đen. Đấy, chủ yếu là màu đen các bác nhá. Đấy, một số cái tỉ tay cũng được bọc dán giả phân gỗ rồi. Đấy. Nút bình xăng được mở bằng điện. Chiếc này thì về hình thức của nó thì khá là ok, máy số ngon các bác nhá. Máy số gầm bệ chạy rất là ngon luôn. Côn cũng nhẹ này, lái cũng nhẹ này. Và số cũng vậy, vào rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Đây, vô lăng đây. Đây, vô lăng của chiếc xe này thì cũng bọc rồi, cho nên là nó đi như này các bác nhá. Để chia sẻ với các bác như vậy. Xe thì cũng có chạy qua dịch vụ rồi các bác nhá. Đây là chia sẻ thật như vậy để cho các bác mình dễ hình dung. Còn thì những cái mẫu xe các bác biết mà nếu mà chưa chạy qua dịch vụ đấy ạ thì nó phải là trên 200 đúng không ạ? Còn thì chiếc xe chạy dịch vụ rồi thì giá nó ở mức độ như vậy, dưới 200 thôi. Đấy, quan trọng là chiếc xe nó chạy rồi, nó chạy như dịch vụ rồi nhưng mà cái độ chất của nó còn hay không và người ta chạy có giữ gìn hay không đúng không ạ? Nhiều khi là chạy hãng khác đúng không ạ? Và người ta chạy dịch vụ gia đình thì nó khác đúng không ạ? Cho nên nó tùy theo chất lượng các bác nhá. Hình thức của xe thì có cũng đoán được phần nào về cái chất lượng của xe đúng không ạ? Đây. Xe nó như này đây, em quay kỹ cho các bác xem để các bác biết được chiếc xe còn bao nhiêu phần trăm các bác nhá. Còn bao nhiêu phần trăm nữa. Đấy, cái giảm giật ở cánh thì bên em tháo ra. Mình có thể mình nắp vào nhá. Chỗ này có thiết kế cửa gió thổi về phía sau, thổi về hàng ghế sau. Đấy, xe trang bị là có 3 hàng ghế. Tổng đăng ký là 7 ghế ngồi. Mình đăng ký là 7 ghế nhưng mà thực ra này mình có thể là ngồi 8 9 người được các bác nhá. Không sao cả vì hàng này mình có thể là ngồi 4 này và hàng dưới mình ngồi 3, thế là được 7 người rồi. Với hai hàng mấy hai ghế trên là 9 người đúng không ạ? 9 người luôn. Trẻ con nữa đúng không ạ? Đấy, bộ ghế da của xe thì rất sáng đẹp này. Nội thất rộng rãi này. Khoảng cách ghế của xe rất là rộng rãi. Đấy, trần lý đi các bác nhá. Hàng ghế sau đây. Đây hàng ghế sau đây. Đồ nhựa ở xe này vẫn còn đẹp. Chiếc này thì không thể nói là xuất sắc được các bác nhá. Vì chỉ có dưới 100 triệu và xe thì cũng gọi là chạy qua dịch vụ rồi thì để em nói là xuất sắc thì không phải là xuất sắc, nhưng mà để mà so với cái tầm tiền tầm khoảng loanh quanh 180 triệu mà các bác mua chiếc xe này thì em nghĩ là cũng khá là ok. Đấy, vì cái dòng Kia này á, cái dòng Kia này nó rất là bền và rất là lành các bác nhá. Rất là bền luôn ạ, dòng này rất là bền. Và tiết kiệm chỉ tầm khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km thôi. Đấy. Vừa lành bền lại còn tiết kiệm xăng này, tiết kiệm chi phí sau này mình dùng những cái vấn đề phát sinh mình đi mình sửa chữa nó cũng rất là rẻ các bác nhá. Giống cái dòng xe Kia Carnet này. Đấy, dòng này máy của nó rất là bền luôn. Máy dòng này rất là lành máy. Đây. Đây các bác xem. Đồ nhựa táp lô táp ni của nó còn cũng còn khá đúng không ạ? Vẫn còn tương đối. Tất nhiên là không phải là xuất sắc mà cũng là tương đối. Nhưng mà nhìn chỗ này thì lại khá là đẹp này. Nhìn những vị trí này khá là đẹp, thấy khá là đẹp này. Đấy, xe nó đẹp thì khen đẹp đúng không ạ? Xe nó bình thường thì mình cũng nói nó mức độ bình thường thôi. Nhưng mà về cái phần thân vỏ con này đấy ạ thì lại rất là ok các bác nhá.
Đấy, nội thất đây, nội thất thì ghế vừa bọc xong này, vừa bọc mới tinh luôn. Xe thì vẫn hoạt động bình thường, tất cả chức năng hoạt động tốt bình thường các bác nhá. Về mình cứ thế mình dùng thôi. Về hình thức con xe này thì đây các bác nhìn cho em qua vai video này, của nó cũng khá là sáng đẹp đấy ạ, không đến mức là nó kém quá đâu. Đấy, nhìn này các bác biết được rồi đúng không ạ, biết được phần nào. Xe cũng hình thức của nó phải nói là được các bác nhá, hình thức của nó là được đấy ạ, chứ không phải là đến mức của xấu quá đâu. Đây nhìn trên video em quay kỹ quay gần này các bác biết đúng không ạ, xe của nó cũng khá khá đấy ạ. Đây, đây là phần cánh cửa tiếp theo mà em muốn giới thiệu với các bác này. Đấy, gioăng cửa xe nó cũng không bị rách nữa nhá. Đấy, không bị rách nữa đâu. Đấy, gioăng cửa thì cho đến khoang gioăng gioăng khung của xe này. Đấy, nó không bị rách này. Đấy, các bác mình cùng xem nhá. Đây đang này quay gọi này và mất tập trung một tí. Đấy, các bác thông cảm một chút. Ở chỗ này đẹp này các bác này, đúng không ạ? Chỗ này đẹp này. Em thấy là những cái gioăng này. Đấy. Đấy những cái gioăng này, ở những cái phần nẹp này. Đấy, đồ nhựa, đồ cao su của xe khá là sáng này. Đấy, chỗ này bọc dán rồi này các bác thấy này. Đấy, nội thất bên trong đây nhá. Đây. Trước này thì các bác về mình cứ thế dùng thôi, không phải làm gì nữa đâu. Chỉ việc đổ xăng là chạy thôi nhá. Về mình cần thiết mình thay dầu, thay mỡ, bảo dưỡng qua một chút xíu thế là ok, không cần phải làm gì thêm nữa. Máy số ngon rồi, hình thức sơn xe của xe sạch đẹp rồi. Đây, sơn xe của xe sạch đẹp rồi nhá. Thân vỏ gõ xung quanh thì cũng vẫn kêu đấy ạ, kêu long con cả. Đấy, lốp dày rồi, cám dài rồi, khung gầm không mục mọt các bác nhá. Xe thì cũng gọi là va chạm nhưng mà không đến nỗi nào. Một chiếc xe cũ thì quan trọng nhất là máy móc số má đúng không ạ? Đấy, với lại vấn đề là không mục mọt. Đấy. Phần sườn này là không có vấn đề gì cả các bác nhá. Nói chung là cọ quẹt sơ sơ thôi. Đấy, cụ thể thì các bác cứ alo cho bên em tả kỹ cho. Đấy, xe nó như nào thì em cũng sẽ tả trên video này và các bác mình alo bên em cũng sẽ tả chi tiết hơn nữa các bác nhá. Tả kỹ hơn nữa về tình trạng của chiếc xe. Chiếc này cũng còn khá là ok. Nói chung là chưa tới 200 triệu thì như vậy là cũng khá là ok cho một chiếc xe Kia Carens 2010 rồi đúng không ạ? Rồi đây là phần khoang máy đây. Khoang máy đây nhá. Các bác cùng đón xem phần động cơ khoang máy của cái chiếc xe này. Đấy, đường nước nóng của xe vẫn còn nguyên này. Đấy, cái phần nỉ ở bên trong vách kìa vẫn còn nguyên kìa. Đấy. Và phần giằng đầu này các bác thấy này vẫn còn đẹp này. Đấy, phần đồ nhựa cũng vậy vẫn còn đẹp. Rồi những cái dây điện đóm của khu vực khoang máy của xe cũng rất là gọn gàng nhá. Đấy, còn đây là cabo. Đấy, gầm luôn cho các bác xem đây. Các bác đang ngồi xem mình dành tay cho em xin một lần nai. Một lần nai các bác nhá, để gầm đây. Hơi gầm này các bác này. Đấy. Nó không bị mục ngọt gì đâu. Đấy, chiếc xe Kia Carens này em cũng đã quay xong rồi. Các bác nhà mình có nhu cầu về xe ô tô cũ sử dụng đi lại cho gia đình thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng bên em ở tại là 90 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Rất nhiều xe, số điện thoại các bác liên hệ cho bên em theo hai số là 093 8586 307 hoặc 0389 000 555 nhá. Ở trong đây là rất là nhiều xe này các bác này. Đấy. Hơn 100 chiếc xe với diện tích là hơn 2000 m². Rất là nhiều xe cho các bác mình tham khảo nhá. Các bác hãy đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất. Video này em xin được kết thúc và tạm dừng. Các bác nhà mình hãy nhớ ủng hộ kênh bên em các bác nhé.